tử vi tháng tư âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi tỷ cuộc sống khó khăn đối diện thử thách xem tử vi tháng tư âm lịch năm giáp thìn 2024 thấy rằng đây sẽ là khoảng thời gian khó khăn đối với những chú chuột khi các phương diện của cuộc sống đều có dấu hiệu xuống dốc. Nhiều thử thách xuất hiện đòi hỏi con giáp này phải thật kiên trì, cố gắng thật nhiều nếu muốn vượt qua khó khăn này. Tháng tư âm lịch được dự báo sẽ là khoảng thời gian khó khăn. Các phương diện cuộc sống có dấu hiệu bị tuột dốc do tác động của nguyệt lệnh làm tuyệt. Những chú chuột thấy công việc của mình cả bấp bên, thiểu phận trách, nhiều thay đổi bất ngờ xuất hiện khiến bạn hoang mang, lo lắng, thậm chí đánh mất định hưởng của mình. Nếu đối thủ, đồng nghiệp cạnh tranh cũng khiến bạn luôn phải gồng mình, làm việc khó có lúc thành thời. Tiểu hào cho thấy chuyện làm ăn kinh doanh cũng không có nhiều thuận lợi. Bạn nên thận trọng nếu có ý định đầu tư kinh doanh trong thời điểm này, tốt nhất là nên hoãn lại để chờ thời điểm thích hợp hơn. Trong cuộc sống hàng ngày, bản mệnh cũng cần hạn chế chi tiêu. Các khoản chi nhỏ, cộng gợp cũng khiến bạn tốn kha khá tiền. Theo tử vi tháng 4 âm lịch cho biết, người tuổi tỷ đối với phương diện tình cảm cũng không có những gì tích cực hơn. Vợ chồng bạn thường xuyên cãi cọ vì những chuyện nhỏ nhặt. Có lẽ bạn tự đặt cái tôi của mình lên quá cao nên không chịu nghe theo lời khuyên của người ấy. Đến khi rắc rối xảy ra, hai người lại quay sang trách móc nhau. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Tỵ luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Bước sang tháng Kỷ Tỵ, người tuổi Tỵ sẽ phải cố gắng thật nhiều nếu muốn duy trì chất lượng công việc được như khoảng thời gian trước đó. Nguyệt lệnh làm tuyệt đem tới nhiều khó khăn, rắc rối, khiến bạn khó tránh khỏi những rắc rối vì trở tài không kịp. Có thể bạn sẽ phải đứng trước nhiều ngã rẽ, quá nhiều sự lựa chọn, trong khi chính bạn không hiểu rõ mình thật sự mong muốn điều gì. Vì vậy mà bạn thường cảm thấy mình quá bấp bênh, không bằng được người này, người khác. Những lúc như thế đây, đừng ngại hạ cá tôi của mình xuống và hỏi ý kiến của những người xung quanh. Những người đi trước đảng tin cậy có thể đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích để bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về những dự định tương lai. Thêm vào đó, nhắc nhở bản thân phải kiên trì. Một khi đã bắt tay vào làm việc gì là cần phải quyết tâm đến cùng, đừng vì khó khăn mà bỏ cuộc giữa chân. Nếu bạn quá dễ dàng từ bỏ thì công việc nào cũng trở dàng, không đạt được như mục tiêu đã đề ra thiên hình sao xấu còn cho thấy thời điểm này bạn phải đối diện với nhiều đối thủ cạnh tranh. Nếu muốn giành được thắng lợi thì bạn phải biết mình, biết ta, trở kiêu ngạo, lơ là, kẻo phạm phải loại sai đáng tiếc. 2. Luận về phương diện tài chính theo tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 này thì tình hình tài lộc của những chú chuột cũng không có dấu hiệu tư sáng, Bạn phải chịu ảnh hưởng của nhiều sâu xấu nên tiền chảy vào tuổi thì nhỏ giọt mà tiền ra khỏi tuổi thì liên tục. Nếu không cẩn thận thì dễ rơi vào cảnh trái tuổi. Nguyệt lệnh làm tuyệt khiến bạn trở nên đưa ra những quyết định vội vàng khinh suất. Trước khi dốc vốn đầu tư hoặc mua sắm thì cần phải nắm rõ tình hình tài chính của mình, không nên chạy theo xu hướng kẹo cuối cùng soi hỏng bỗng không. Bạn là người song xảo, mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm nhưng không phải lúc nào suy nghĩ của bạn cũng đúng. Vì vậy, bạn đừng quên lắng nghe quan điểm, phân tích của những người đi trước. Tốt nhất tháng này cứ tập trung hoàn thành nhiệm vụ còn dang dở, trở vội vã, dốc vốn đầu tư. Dù muốn kiếm tiền nhanh, bạn cũng phải bỏ thời gian, công sức, làm việc đường đường chính chính, không nên nghĩ tới việc hãm hại người khác, tự đẩy mình vào cảnh lao tù, thị phi, kiện tụng. Trong việc tiêu dùng hàng ngày, bạn cũng cần hạn chế mua những món đồ không thực sự cần thiết. Những khoản chi tiêu nhỏ gặp lại cũng cảnh thành một khoản tiền khá lớn. Khi túi tiền không dư giả như thế này, bớt được đồng nào là tốt đồng đó. 3 luận về phương diện tình cảm gia đạo. Những người sanh năm tỷ cũng sẽ phải chuẩn bị đón nhận những chuyện không vui trên phương diện tình cảm của mình. Trước khi oán trách người khác, bạn cũng cần phải xem lại cách nói năng, hành xử của bản thân. Với các cặp vợ chồng, hai người nên bao dung với nhau, đừng cãi cọ vì những chuyện nhỏ nhặt. Có gì, hai bạn hãy bình tĩnh trao đổi cùng nhau, thử đặt mình vào vị trí của người kia, có thể bạn sẽ có cách nhìn nhận vấn đề khác đi. Trong những công việc quan trọng của gia đình, bạn không nên tự làm theo ý mình mà cần trao đổi với người ấy nhiều hơn. Như vậy mới thể hiện sự tôn trọng của bạn với đối phương. Khi rắc rối xảy đến, bạn cũng cần bình tĩnh xem vấn đề nằm ở đâu, không nên thàn thần trách phận hoặc đổ lỗi cho nửa kia. Với những con giáp người tụ tỷ còn độc thân, thời điểm này bạn thường đưa ra những yêu cầu quá khắc khe cho nửa kia tương lai nên khó tìm được người ưng ý. Bạn chỉ nhìn nhận ra được những khuyết điểm của người khác mà không nhận ra những thiếu sót của bản thân. 4 luận về phương diện sức khỏe. Khi thản kỹ tỵ, thì người tuổi tỵ cảm thấy may mắn là tình hình sức khỏe của bản thân khá ổn định trong khoảng thời gian này. Dù nhiều áp lực ập tới, nhưng tinh thần của bạn nhìn chung vẫn ổn định, không lo nghĩ quá nhiều. Nếu cảm thấy căng thẳng, còn giáp người tuổi tỷ cũng đừng ngần ngại tâm sự với những người đáng tin cậy để thấy nhẹ nhõm hơn. Bên cạnh đó, hãy cố gắng dành thời gian rảnh để rèn luyện thể dục, thể thao, thư giãn tinh thần. Như vậy, bạn sẽ có thêm sức khỏe để đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Cẩm nang phượng vận cho từng tuổi tỷ vào tháng 4 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi mậu tỷ mệnh hỏa, năm sao Thái Dương, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, công việc bất ổn đứng trước như sự lựa chọn, khó đưa ra quyết định, Quý nhân phù trợ tuổi sổ, tuổi thân, tiểu nhân tuổi giàu, tuổi môi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đen. 2. Tuổi canh Tỵ, sinh năm 1960, mệnh thổ, năm sao thổ tú, nữ sao phân hẫn, khẩu quyết, đối thủ, đồng nghiệp cạnh tranh gay gắt, nhiều áp lực. Quý nhân phù trợ tuổi sổ, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi mão, tuổi môi, màu sắc may mắn, màu xám, màu bạc. 3. Tuổi nhầm tỷ, sinh năm 1972, mệnh mộc. Nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết. Không nên vội vàng đầu tư kinh doanh, cẩn thận, thua lỗ. Quý nhân phù trợ, tuổi hại, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi giàu, tuổi mão Màu sắc may mắn, màu xanh da trời, màu đen. 4. Tuổi giáp tỷ, sinh năm 1984, mệnh kim. Nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tủ, khẩu quyết hãy chi tiêu tiết kiệm không nên chạy theo xu thế quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi sửu tiểu nhân tuổi ngọ tuổi tuất màu sắc may mắn màu trắng màu xanh dương năm tuổi bính tỷ sinh năm 1996 mệnh thủy nam sao thổ tú nữ sao phân hận khẩu quyết vợ chồng mâu thuẫn cần đặt mình vào vị trí của đối phương quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi thân tiểu nhân tuổi ngọ tuổi mão Màu sắc may mắn màu vàng, màu ghi. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Sửu, cơ hội thách thức song hành, hãy tùy cơ ứng biến. Bước sang tháng mới, cuộc sống của những chủ trâu có thuận lợi cũng có lẫn những khó khăn. Khuyên bạn phải có cách tùy cơ ứng biến trong những trường hợp khác nhau, tránh chuyện bẻ sẽ ra to, tự mình đẩy mình vào rắc rối tháng tư âm lịch có tam hợp chiếu mệnh nhìn chung công việc của bản mệnh vẫn tiến triển khá thuận lợi người làm công ăn lương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nếu phải tham gia thi cử học hành cũng sẽ đạt được kết quả tốt tuy nhiên những thành tích bạn gặt hải được có thể sẽ khiến cho kẻ tiểu nhân ngửa mắt ngấm ngầm bài trò hãm hại về phương diện tài lộc có dấu hiệu khởi sắc tháng nay quan hệ xã giao nhìn chung hài hòa nên bản mệnh có thể xúc tiến việc ký kết hợp đồng mở rộng quy mô làm ăn. Tuy nhiên, trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, bạn cần phải đánh giá đúng tình hình thực tế, đừng tin theo lời rủ rê, lòi kéo của người ngoài. Tình cảm khi bước sang tháng kỷ tỵ có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Những chú trâu, dù không nổi bật, nhưng vẫn luôn thu hút được sự chú ý của nhiều người. Bạn có thể lọt vào mắt xanh của ai đó, nếu có ai chủ động làm quen, bạn cũng có thể thử trò chuyện cùng đối phương, biết đâu đó là người có tâm hồn, đồng điệu với bạn. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 cho con giáp người tuổi sủ luận về các phương diện trong cuộc sống. một Luận về phương diện công danh, sự nghiệp Người tuổi sủ khi bước sang tháng mới có thể gặt hái nhiều thành tích trong công việc Bản mệnh biết rõ điểm mạnh của mình là gì để phát huy đúng lúc đúng chỗ nên thường được lãnh đạo đánh giá khá cao, đồng nghiệp rất khâm phục. Hãy mạnh dạn nêu lên quan điểm suy nghĩ của mình với tập thể, rất có thể bạn sẽ nhận được sự tán thành, ủng hộ của nhiều người xung quanh. Đóng góp của bạn có thể giúp mọi người tìm ra hướng đi mới trong công việc, khắc phục những khó khăn còn tồn động theo thời gian. Nếu phải tham gia thi cử trong tháng này, hãy dành thời gian ôn luyện kỹ càng kiến thức, kỹ năng cần phải có. Hãy tự tin thể hiện những gì mình biết trước mặt bàn giám khảo hoặc nhà tuyển dụng, bạn sẽ đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra. Tuy nhiên, dù có đạt được những thành công đến mấy, bạn cũng đừng trở nên kiêu căng, ngạo mạn. Cách hành xử không đúng đắn có thể khiến bạn đắc có tội kẻ tiểu nhân hoặc gây tổn thương cho người khác lúc nào không hay. Tốt nhất vẫn nên dành thời gian lắng nghe người khác, tôn trọng những khác biệt giữa mọi người bởi ai cũng có những điểm mạnh riêng. 2. Luận về phương diện tài chính Bước sang tháng mới, phương diện tài lộc của người tuổi sửu có dấu hiệu khởi sắc. Bạn chăm chỉ làm việc, cộng hiển thì sẽ nhận được phần thuận xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Người làm công ăn lương lấy được lòng tin từ lãnh đạo nên thường được phân công cho những nhiệm vụ quan trọng. Dù phải vất vả, nhưng hãy cố gắng hết sức, bạn sẽ nhận được nhiều khoản thưởng nóng, thậm chí được cất nhất tăng lương nếu công việc đạt kết quả khá tốt. Với người làm kinh tế, nhân thời điểm các mối quan hệ xã giao đều khá thuận lợi, bạn có thể tranh thủ ký kết hợp đồng với đối tác hoặc mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh. Hãy tin tưởng vào khả năng của mình và sẵn sàng đối diện với thử thách, bạn sẽ thấy nhiều cơ hội tìm kiếm ngay trước mắt mình. Có điều, trong tháng vẫn sẽ có những thời điểm kẻ tiểu nhân xuất hiện quấy phá, khuyên bạn nên kiểm chứng rõ ràng thông tin trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Đừng nghe theo lời rủ rê lôi kéo đầu tư của những người không đáng tin cậy. Kể cả trong những công việc quen thuộc, bạn cũng cần phải tập trung chú ý, trở chủ quan, kẻo phạm phải những lỗi sai lầm, đáng tiếc. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Thẳng kỹ tỵ phương diện tình cảm của người tuổi sụ cũng có những khả sắc tích cực. Đặc biệt, người còn độc thân có thể nhận được sự chú ý từ nhiều người khác giới. Khuyên con giáp này hãy tự tin thể hiện những điểm mạnh của mình, chăm chút ngoại hình hơn và chú ý cư xử thì không thiếu nhận đối tượng chủ động tiếp cận. Nếu có thiện cảm với ai, bạn hãy dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với đối phương. Trải qua quá trình trò chuyện, tìm hiểu, bạn có thể nhận ra rằng người đó có nhiều quan điểm chung với mình, hai người có tâm hồn đồng điệu với nhau. Còn với những ai đã lập gia đình, bạn quý trọng những gì mà mình đang có, nên luôn cố gắng dành thời gian giúp đỡ những người thân yêu. Cũng nhờ vậy mà tình cảm giữa mọi người ngày càng trở nên gần gũi và gắn bỏ hơn. Nếu có khó khăn gì trong công việc, bản mệnh đừng ngại tâm sự trao đổi với nửa kia của mình. Người ấy có thể đưa ra những gợi ý hữu ích giúp bạn nhìn nhận vấn đề dưới một góc độ mới mẻ hơn, hoặc ít nhất bạn cũng sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tình hình sức khỏe của người tuổi sửu có dấu hiệu suy giảm nhẹ giữa tác động của ngũ quỷ hung tinh. Xong, không đáng lo ngại, chỉ cần bạn nghỉ ngơi hợp lý, khoa học thì cơ thể sẽ không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Khi làm việc trần tay hoặc khi tham gia giao thông, hãy chú ý an toàn kẻo xảy ra những sự cổ đáng tiếc. Nếu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu gì bất ổn thì nên thăm khám chữa trị ngay, kẻo để lâu dài khiến cho bệnh tình trở nặng. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi sổ vào tháng 4 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi kể sổ mệnh hỏa Nam sao kể đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết, công việc thuận lợi, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Quý nhân phù trợ tuổi dậu, tuổi tỵ, tiểu nhân tuổi ngọ, tuổi môi, màu sắc may mắn, màu nâu, màu vàng. 2 tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, mệnh thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kẻ Đô, khẩu quyết, quan hệ xã giao tốt đẹp, thích hợp ký kết hợp đồng. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi hại. tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu xám, màu cà phê. 3. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, mệnh mộc, nam sao Kẻ Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết, quan hệ vợ chồng hòa hợp đôi bên quý trọng những gì đang có quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi tý tiểu nhân tuổi ngọ tuổi tuất màu sắc may mắn màu đỏ màu đen 4. tuổi ất sửu sinh năm 1985 mệnh kim nam sao thái bạch nữ sao thái âm khẩu quyết nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới đào hoa vườn quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi mão tiểu nhân, tuổi thân, tuổi dân, màu sắc may mắn, màu trắng, màu vàng kim. Năm tuổi đinh sửu, sinh năm 1997, mệnh thủy. Năm sao la hầu, nữ sao kẻ đô, khẩu quyết, cẩn thận kẻ tiểu nhân kèn ghét, tìm cách hãm hại. Quý nhân phù trợ, tuổi sửu, tuổi tý, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi dậu, màu sắc may mắn, màu nâu, màu tím. Tử vi tháng tư âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi dân, sự nghiệp khó khăn, tình duyên rộng mở. Tử vi tháng 4 âm lịch cho biết vận trình của con giáp người tuổi dân có tốt, có xấu. Vì vậy, bạn cần cổ vũ bản thân vượt qua những khó khăn, đồng thời chủ động nắm bắt các cơ hội đừng chần chừ do dự. Tháng 4 âm lịch Phương diện sự nghiệp triệu ảnh hưởng của cục diện tương hại, bản mệnh có thể vững vào nhiều chuyện thị phi. Tình đồn tai tiễn Quyên con dắp này nên tập trung vào công việc của mình, trở nghị tới việc hãm hại người khác, tránh nóng nảy, kẹo gây thù trước oán với mọi người. Hãy dùng kết quả công việc thực tế để chứng minh giá trị bản thân. Tài lộc cũng không mấy khả quan do bản mệnh phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ. Thêm vào đó, kẻ xấu còn cổ tình tiếp cận bạn, dùng lời lẽ ngọt ngào dụ dỗ bạn. Nếu sợ xuất, cả tình thì bạn dễ đưa ra những quyết định sai lầm. May mắn là phương diện tình duyên lại có điểm sáng rực rỡ. Thái âm chiếu mệnh đem lại cho bạn nhiều đối tượng lý tưởng, đặc biệt là nữ mệnh. Nếu bạn tự tin, chủ động hơn thì không thiếu người theo đuổi. Trong gia đình, quan hệ vợ chồng nhìn chung hài hoa, hai người đều biết nhường nhịn nhau, không so đo tỉnh toán những chuyện nhỏ nhặt. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi dân luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp, Bước sang tháng kỷ tỵ, người tuổi dân sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Không phải lúc nào mọi việc cũng được như ý muốn của bạn. Vì thế, thay vì việc than thân trách phận, bạn nên cổ vũ bản thân cố gắng vượt qua. Cục diện tương hại cho thấy bạn dễ vướng phải những chuyện thị phi trong thời điểm này. Nhận chủ hộ quả nóng tính nên dễ mâu thuẫn cãi cọ với người khác, đắc tội kẻ tiểu nhân lúc nào không hay. Sẽ có kẻ xấu cố tình tìm cách tung tin đồn không chính xác về bạn. Tuy nhiên, thay vì nóng giận, đòi cò với mọi người xung quanh thì bạn nên dùng kết quả thực tế để chứng minh bản thân. Thành tích bạn gặt hải được là điều mà không ai có thể chối cãi. Ngoài ra, những người sanh năm dân cần phải nghiêm túc tập trung vào công việc của mình không nên nghĩ tới việc hãm hại hoặc chiếm công lao của người khác. Nếu bạn có những hành vi không đứng đắn thì sớm muộn gì cũng phải trả giá thích đáng. Nguyệt lệnh làm tự ảnh hưởng cũng khiến cho bạn thường xuyên có cả nhìn bi quan, tiêu cực về các vấn đề gặp phải. Tuy nhiên, nếu không chịu tự mình cố gắng tiêm động lực cho bản thân thì việc nào bạn cũng sẽ làm gian dở, bỏ lại giữa chân, không đạt được mục tiêu đã đề ra hai. Luận về phương diện tài chính Tình hình tài lộc của người tuổi dân cũng không quá khả quan trong tháng này. Dù làm công việc gì đi nữa, con đường kiếm tiền của con giáp người tuổi dân cũng gặp nhiều cản trở. Do cả khách quan lẫn chủ quan với người làm công ăn lương, công việc không đạt được hiệu quả như ý muốn nên các mức lương thưởng gần như không có. Bạn chỉ có thể dựa vào khoản lương chính của mình nên cần phải chú ý chi tiêu, không nên tiêu xài hoang phí, kẹo chưa hết tháng đã hết tiền với những người làm ăn kinh doanh, tương hại cho thấy bạn sẽ phải đối diện với những sự cạnh tranh gay gắt đến từ đối thủ. Đối phương có thể sẽ có nhiều chiêu trò cho xấu hãm hại bạn, hạ bè danh tiếng của bạn. Vì vậy, bạn cần tỉnh táo để nhanh chóng phát hiện ra các nguy cơ. Nguyệt lệnh lâm tự cũng khuyên bạn nên có cách ứng biến linh hoạt hơn trong nhiều tình huống khác nhau. Như vậy mới thu hút được nhiều đối tượng khách hàng mới. Nếu việc làm ăn gặp phải những khó khăn thì bạn cần bình tĩnh để tìm ra nguyên nhân vấn đề. Đừng cứng đầu cứng cổ đi theo mãi một lối mòn. Cuối cùng dần tục hậu so với đối thủ. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Trải ngược với những khó khăn, thách thức trong sự nghiệp thì phương diện tình cảm của người tuổi hậu lại khá phát triển rực rỡ. Bạn có thể đón nhận nhiều tình vui, cốt là bạn chịu mở lòng với những người thật lòng quan tâm mình. Với những người độc thân, do cỏ thái âm phù trợ, bạn chuỗi hơn tới ngoại hình bản thân và cách cư xử của mình. Nhờ vậy mà dù không nổi bật, bạn vẫn có thể thu hút được ánh mắt của nhiều người xung quanh. Tháng kỷ tỵ này, bạn có thể tình cờ gặp gỡ được đối tượng phù hợp dù mới tiếp xúc nhưng cả hai đã có rất nhiều chuyện để chia sẻ cùng nhau, bạn cảm thấy người đó dường như có tâm hồn đồng điệu với mình. Một số người có thể được bạn bè người thân giới thiệu phù hợp, hãy thử trò chuyện cùng đối phương, đừng giữ những suy nghĩ tiêu cực, bạn sẽ dần nhận ra những điểm hay của đối phương. Với người đã lập gia đình, quan hệ giữa bạn và người ấy rất hài hòa, ấm áp người ấy sẽ luôn ở bên cạnh cổ vũ động viên, tiếp thêm sức mạnh khi bạn phải đối diện với khó khăn. Vì vậy, nếu công việc có chuyện gì khó giải quyết, bạn đừng ngại tâm sự với người ấy, đừng sợ làm phiền đối phương. Vợ chồng cùng cài và sát cánh thì quan hệ ngày càng gần gũi hơn, đôi bên càng thấu hiểu nhau hơn. 4. Luận về phương diện sức khỏe Nhìn chung, khi bước sang tháng 4 âm lịch năm 2024, sức khỏe của những chủ hộ không gặp phải vấn đề gì quá lo ngại. Tuy nhiên, công việc áp lực không đạt được kết quả như kỳ vọng có thể khiến bạn cảm thấy căng thẳng, áp lực hay bi quan. Hãy tìm cách giải tỏa bản thân, thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực này, nếu không bạn rất dễ bị chết, gây ảnh hưởng tới cả thể chất, tinh thần. Hãy tâm sự với những người đáng tin cậy nhiều hơn, tham gia các hoạt động tập thể dục, thể thao, hít thở bầu không khí trong lành để được thư giãn. Cảm năng phượng phận cho từng tuổi dân vào tháng 4 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi canh dân mệnh mộc nam sao phân hở nữ sao la hầu khẩu quyết công việc khó khăn vướng phải nhiều chuyện thị phi mâu thuẫn quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi ngọ tiểu nhân tuổi tỵ tuổi thân màu sắc may mắn màu nâu màu xanh lá cây hai tuổi nhâm dân, sinh năm 1962 mệnh kim nam sao mộc đức nữ sao thủy diệu khẩu quyết đối thủ cạnh tranh gay gắt không nên đưa ra các quyết định đầu tư táo bạo. Quý nhân phù trợ tuổi mão, tuổi thân, tiểu nhân tuổi hoài, tuổi tỵ, màu sắc may mắn màu đen, màu trắng. 3. Tuổi giáp dân, mệnh thủy, nam sao phân hở, nữ sao la hầu, khẩu quyết, tiên bè không dư giả, cần chú ý, hạn chế chi tiêu, kẹo trái tuổi. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi hoài, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu xanh rêu, màu xanh nước biển. 4. Tuổi Bính Dân, sinh năm 1986, mệnh hỏa, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết, được nhiều người để ý, có cơ hội kết duyên với một người nào đó. Quý nhân phù trợ, tuổi tuốt, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi giàu, tuổi tỵ màu sắc may mắn, màu xanh da trời, màu đen. 5 tuổi mậu dần sinh năm 1998 mệnh thổ nam sao mộc đức nữ sao thủy diệu khẩu quyết. hãy tâm sự những khó khăn gặp phải với nửa kia bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi mão tiểu nhân tuổi tỵ tuổi dần màu sắc may mắn màu xanh lam màu trắng tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 của người tuổi mão sự nghiệp trì trệ tình cảm em đêm. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi mão thấy rằng vận trình của những chú mèo không có nhiều biến động, song cần phải tìm cách có động lực để cố gắng hơn nếu không dễ rơi vào tình trạng trì trệ, dậm chân tại chỗ, thậm chí tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình. Dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm bệnh, bản mệnh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, không mấy tập trung trong công việc. Không có tinh thần phấn đấu. Còn giáp này, làm việc với tinh thần ứng phó, chứ không thật sự quyết tâm. Thậm chí khi được lãnh đạo giao nhiệm vụ, bạn lại tìm cách thoải thác, cử tiếp tục thế này, bạn sẽ dần tụt lùi hơn so với mọi người xung quanh. Phương diện tài chính cũng không có điểm sáng, những người làm từ trước đến nay không có thu hút được khách hàng, đối tác đã đến lúc bạn cần phải bước ra khỏi vùng an toàn và thay đổi bản thân, không thể mãi đi theo lối mòn. Ngoài ra, sức khỏe suy giảm cũng khiến bạn phải tốn thêm một khoản để trả chữa. May mắn, phương diện tình cảm gia đạo lại đem lại niềm vui rất lớn có ngũ hành tương sinh nâng đỡ, bạn và người ngày càng thấu hiểu lẫn nhau hơn. Hai người đặt mình vào vị trí của đối phương nên chẳng còn cãi cọ, hành sự vô lý nữa. Hãy coi người nhà là động lực để cố gắng hơn trong cuộc sống. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi mão luận về các phương diện trong cuộc sống một luận về phương diện công danh sự nghiệp con đường sự nghiệp của những chú mao sẽ khó có được những bước phát triển tích cực trong tháng này nguyên nhân chính là chính con giáp này cũng không thật sự muốn cố gắng bạn hài lòng với những gì mà mình đạt được chẳng muốn tiếp tục vất vả hơn nữa nếu bạn làm việc với thái độ đối phó, được đến đâu hay đến đẩy thì bạn rất dễ bỏ sót những vấn đề tiềm ẩn ảnh hưởng tới chất lượng của công việc. Bạn cũng sẽ dễ chậm tiến độ, gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Tháng này, lãnh đạo có thể giao cho bạn những nội dung công việc mới, khuyên bạn nên nhận nhiệm vụ quyết tâm hơn khi làm việc. Còn nếu làm việc mà tìm cách trốn tránh, thoải thoát, hoặc dùng biện pháp khôn lợi để giải quyết vấn đề, bạn sẽ đánh mất lòng tin của lãnh đạo tác động không tốt đến con đường thăng tiến sau này. Sự xuất hiện của dịch mã là dấu hiệu cho thấy bạn cần phải quyết tâm chăm chỉ hơn. Dù làm trong bất cứ lĩnh vực gì đi nữa, còn giáp người tuổi mão trở nên sợ vất vả, bởi công lao của bạn sẽ luôn được đền đáp xứng đáng. Bạn không chỉ được khen thưởng thăng tiến mà còn tích lũy được nhiều kiến thức quỹ bảo để áp dụng cho tương lai. Ngoài ra, trong tháng 4 âm lịch này, những chú mèo cũng cần cởi mở hơn khi giao tiếp hợp tác với đồng nghiệp, bởi không phải công việc nào bạn cũng có thể giải quyết khi chỉ có một mình. 2. Luận về phương diện tài chính Những người sanh năm Mão có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong lĩnh vực tiền bạc vào tháng 4 âm lịch này. Bạn cần chủ động hơn để tìm cách khắc phục, trở nên để mọi việc diễn ra sao thì ra. Người làm công ăn lương chủ yếu chỉ nhận khoản lương cứng, thậm chí có người còn phải tốn tiền để khắc phục những lỗi lầm trong công việc. Bạn nên nhắc nhở bản thân làm việc cẩn thận hơn, có trách nhiệm hơn. Người làm kinh tế mãi đi theo lối mòn nên khó có thể thu hút được những đối tượng khách hàng mới tiềm năng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ không thể bắt kịp với những biến động của thị trường. Đã đến lúc cần phải nghiêm túc để tìm ra định hướng mới cho bản thân. Dịch mã khuyên bạn đừng nên ngại đi xa hoặc làm việc vất vả. Bởi rất có thể trong quá trình đó, bạn sẽ gặp được người đồng chỉ hướng hoặc quỹ nhân giúp đỡ mình. Còn nếu bạn chỉ muốn ngồi yên một chỗ thì sớm muộn cũng bị người khác vượt qua. Dù không có ai dở trò hãm hại, bạn cũng dần tục hậu và gặp phải thất bại. Tình hình sức khỏe suy giảm do tác động của nguyệt lệnh lâm bệnh cũng khiến bạn phải tiêu tốn một khoản tiền trải trở. Khuyên bạn nên đi khám ngay khi cơ thể có dấu hiệu bất ổn, càng để lâu càng hại sức khỏe và tốn thêm nhiều tiền để trải trở. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo, Phương diện tình cảm của người tuổi mão khá êm đềm và sáng sủa trong tháng kỷ tỷ này. Tuy nhiên, có thể đón nhận được tình vui hay không hoàn toàn là do cách ứng xử của bạn. Với người còn độc thân, bạn sẽ nhận được sự quan tâm chăm sóc của người khác giới. Đó có thể là người lặng lẽ ở bên bạn đã lâu nhưng bạn không nhận ra. Một số người có thể được người thân giới thiệu cho đối tượng để gặp gỡ. Tuy nhiên, bạn thường khá ủ rượu, không thích tiếp xúc với người khác nên thường tìm cách từ chối những người chủ động tiếp cận mình. Khuyên bạn nên cởi mở hơn và cho đối phương ít nhất một cơ hội để trò chuyện. Biết đâu bạn sẽ nhận ra đối phương là người mà mình đã trong đời từ lâu. Với người đã lập gia đình, nửa kia luôn quan tâm, chăm sóc bạn chu đáo. Vì vậy mà bạn luôn cảm thấy an toàn, nhẹ nhõm mỗi khi về đến nhà. Nếu gặp phải những khó khăn trong công việc, đừng ngại tâm sự với nửa kia. Đừng lo mình sẽ khiến người ấy căng thẳng, mệt mỏi. Vợ chồng nên dựa dẫm vào nhau những lúc như thế này. Đối phương cũng sẵn sàng đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích. Trải qua những khó khăn cùng nhau, đôi bên sẽ càng thêm gắn kết và thấu hiểu nhau. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tình hình sức khỏe của những người tuổi mão không được tốt lắm do nguyệt lệnh lâm bệnh ảnh hưởng bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi thậm chí suy nhược kém ăn kém ngủ dễ mắc phải những căn bệnh vặt vảnh hãy nhắc nhở bản thân sinh hoạt điều độ hơn nếu có bệnh thì nên nhanh chóng đi khám chữa đừng cố chịu đựng dù gặp phải khó khăn bạn cũng đừng giữ trong lòng tự tạo thêm căng thẳng cho bản thân hãy chủ động trao đổi với mọi người để được giúp đỡ cẩm nang phượng phận cho từng tuổi mạo vào tháng 4 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi tân mạo, mệnh mộc, năm sao thái dương, nửa sao thổ tủ, khẩu quyết, tinh thần không hăng hải, không quyết tâm trong công việc. Quý nhân phù trợ tuổi mùi, tuổi hại, tiểu nhân tuổi thìn tuổi giàu, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh da trời. 2. Tuổi quý mạo, sinh năm 1963, mệnh kim, Nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khó quyết, nên tìm ra hướng đi mới cho công việc, trở dặm chân tại chỗ. Quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tuất, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi tỷ, màu sắc may mắn, màu xám, màu xanh, lá cây. 3. Tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, Mệnh Thủy, năm sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tủ, khẩu quyết, sức khỏe không tốt, thường xuyên mắc các căn bệnh vặt, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi hại, tiểu nhân, tuổi tí, tuổi dậu, màu sắc may mắn, màu xanh, màu vàng. 4. Tuổi đinh mạo, sinh năm 1987, mệnh hỏa. Nam sao thổ tủ, nữ sao phân hở, khẩu quyết, nên cởi mở hơn khi trò chuyện với mọi người. Quý nhân phù trợ, tuổi tuốt, tuổi môi, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu xanh nước biển, màu tím. 5 tuổi kỷ mạo sinh năm 1999, mệnh thổ. Nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, khổ quyết. Vợ chồng nên dựa dẫm vào nhau hay để người ấy giúp đỡ bạn. Quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dân, tiểu nhân, tuổi tỵ tuổi mạo, màu sắc may mắn, màu nâu, màu xanh, lá cây. Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi thân. Tinh thần quẩy quái công việc bị trì trệ. Khi bước sang tháng kỷ tỵ, mọi việc có thể tiến triển không như ý của những chủ rồng trong tháng nay, chủ yếu là chính bản thân bạn cũng không thật sự quyết tâm trong công việc. May mắn là phương diện tình cảm êm ấm đem lại cho bạn nhiều niềm vui và sự an ủi dưới tác động của cục diện nguyệt lệnh làm suy bạn thường hay lo lắng về mọi việc xung quanh nhưng lại không có ý định bắt tay vào giải quyết bất cứ công việc nào các nhiệm vụ chất động từ ngày này sang ngày khác khiến bạn càng cảm thấy căng thẳng mệt mỏi hơn đã đến lúc bạn cần thúc đẩy bản thân để trở nên năng động hơn Phương diện tài chính có dấu hiệu xuống dốc nhẹ, bạn chưa tìm ra được hướng đi chính xác cho mình nên khá hoang mang bỏi rỗi. Có lẽ đây là lúc bạn nên dành thời gian để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm. Không nên vội vàng nghe theo lời rủ rê của người khác. Những lời hứa hẹn làm giàu nhanh đều không đáng tin cậy. May mắn bạn lại khá đào hoa trong tháng tư âm lịch này nhận thể mạnh của bạn thường được người khác giới nhận thấy. Chính vì vậy mà trở thành người nổi bật đi đến đâu cũng được quan tâm chào đón. Bạn có thể gặp được ai đó phù hợp trong tháng này. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi thân luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp, sự nghiệp của người tuổi thân sẽ không đạt được thành tích đáng kể nào trong tháng tư âm lịch, chủ yếu là do bạn không thật sự tập trung, cố gắng vào bất cứ công việc gì. Do có nguyệt lệnh làm suy tác động, bạn thường xuyên lo lắng, sợ trước sợ sau, dù cơ hội có xuất hiện trước mắt cũng không giảm chủ động nắm bắt. Những công việc còn tồn động thì ngày càng chất động. Quá nhiều công việc chưa giải quyết và nhiều cơ hội bị bỏ lỡ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, thất vọng vì chính bản thân mình. Đây không phải là lúc than thần trách phận, bạn mệnh nên chủ động tìm cách thay đổi bản thân, tìm cách kích lại tinh thần. Đừng tiếp tục thụt lùi so với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Nếu chưa tìm được hướng đi chính xác cho bản thân, bạn đừng ngại trao dồi học hỏi những người đi trước đang tin cậy đối phương có thể đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích giúp bạn hiểu rõ hơn về điểm mạnh của chính bản thân mình. Thiên yêu cho thấy bạn vốn là người có khả năng giao tiếp, hãy mở rộng các mối xã giao của mình. Khi bạn quen biết nhiều người, bạn làm gì cũng thuận lợi hơn, gặp khó khăn, có người chủ động giúp sức. 2. Luận về phương diện tài chính Bước sang tháng mới, tuổi tiên của những chủ rồng cũng không được rủng định. Dù làm nghề gì đi nữa, công việc cũng có dấu hiệu bị trì trệ, bạn khó có thể đạt được mục tiêu đã đề ra từ trước đó. Người làm công ăn lưng chỉ cần cố gắng hoàn thành cho xong công việc của mình nên các khoản đầu tư nóng gần như không có. Nếu muốn cải thiện thu nhập, bạn cần phải tốn thời gian, công sức cho các công việc tài trải. Với người làm kinh tế, tình hưởng hiện tại của bạn có vẻ không còn phù hợp, vì thế mà đồng tiền chảy vào trong tuổi cũng khá nhỏ giọt. Đây là lúc cần phải phát hiện ra những điểm chưa phù hợp hay không hợp lý trong kế hoạch làm ăn của bạn để thay đổi kịp thời. Nếu có thời gian rảnh, đừng ngại tiếp thu thêm niệm kiến thức, kinh nghiệm của những người đi trước vừa học vừa làm. Không nên đầu tư quá lớn ở những lĩnh vực mới. Như vậy thì bạn mới hạn chế được những nguy cơ mất tiền đáng tiếc. Hãy chủ động mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình, làm quen với những đối tác khách hàng mới. Tuy nhiên, bạn cũng không cần phải vội vàng ký kết hợp đồng với đối phương, hãy để đôi bên có thêm thời gian tìm hiểu kỹ hơn về nhau cũng được. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Có thể nói rằng, tình duyên là điểm sáng rực rỡ trong vận trình của người tuổi thân khi bước sang tháng kỷ tỵ. Bạn được tận hưởng hạnh phúc và sự yêu mến của nhiều người, bất kể bạn còn độc thân hay đã có đôi có cặp với người còn độc thân, thiên diêu giúp bạn trở nên thu hút hơn trong mắt người khác giới, ngoại hình và tài lẻ mà bạn có điểm sáng khiến người khác chẳng thể nào quên. Tháng này sẽ có người chủ động làm quen với bạn và việc quyết tâm có dành thời gian cho đối phương hay không hoàn toàn nằm ở bạn. Hãy thử mở lòng ra và trò chuyện với mọi người xung quanh. Có thể bạn sẽ tìm được người có tâm hồn đồng điệu với mình. Nếu được như vậy, hãy mạnh dạn bước sang một trang mới của cuộc sống, đừng lo lắng trăn trở quá nhiều. Với người đã có đôi có cặp, bạn là người có trách nhiệm với gia đình, luôn đặt người thân ở những vị trí quan trọng nhất. Chính vì vậy mà mặc dù được hoàn nghênh, có nhiều người tiếp cận, bạn vẫn chủ động giữ khoảng cách với mọi người. Trong gia đạo, cần chú ý lắng nghe suy nghĩ, cảm xúc của các thành viên. Nhờ vậy mà bạn có thể đưa ra được những gợi ý hữu ích giúp mọi người. Người thân cũng sẵn sàng dành cho bạn những sự hỗ trợ tích cực nhất mọi khi bạn cần. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tháng tư âm lịch nhìn trong phương diện sức khỏe của người tuổi thân không có gì để lo lắng dù vậy, bạn cũng không được chủ quan thức khuya dậy sớm hoặc tiệc tùng quá nhiều. Hãy giữ lối sống khoa học thì bạn mới có sức khỏe và tinh thần phương lên trong cuộc sống. Khi gặp phải những khó khăn, đừng nắm mình trong những suy nghĩ tiêu cực quá lâu, khiến bản thân rơi vào cảnh căng thẳng, chết. Bạn nên tìm cách thư giãn hoặc chia sẻ với mọi người để cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cẩm nang phượng vận cho từng tuổi thân vào tháng 4 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi nhâm thân mệnh thủy, nam sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết: công việc trì trệ, không tích cực làm việc, dễ bị người khác vượt qua. Quý nhân phù trợ tuổi dân, tuổi tỷ, tiểu nhân tuổi dậu, tuổi mùi, màu sắc may mắn màu trắng, màu cam. 2. Tuổi giáp thân mệnh hỏa nam sao la hầu, nữ sao kẻ đô, khẩu quyết. Cần tìm ra định hướng mới cho mình, dành thời gian học hỏi thêm kiến thức. Quý nhân phù trợ, tuổi môi, tuổi dân, tiểu nhân, tuổi mão tuổi hợi màu sắc may mắn, màu đen, màu tím. 3. Tuổi bình thân, mệnh thổ, nam sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết. Nhận được sự chú ý của nhiều người, hãy cải mở hơn trong chuyện tình cảm. Quý nhân phù trợ, tuổi hải tuổi giàu, tiểu nhân, tuổi môi, tuổi tỷ, màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng. 4. Tuổi màu thân, sinh năm 1988, mạnh mộc, năm sao là hầu, nửa sao kể đô, không quyết. Có trách nhiệm với gia đình, luôn dành thời gian cho người thân. Quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mạo, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi môi, màu sắc may mắn, màu vàng, màu nâu. 5. Tuổi canh thân sinh năm 2000 mệnh kim năm sao kế đô nợ sao thái dương khẩu quyết hãy giữ những suy nghĩ tích cực hơn tìm cách thả lỏng tinh thần quý nhân phù trợ tuổi hại tuổi mão tiểu nhân tuổi tỵ tuổi mùi màu sắc may mắn màu hồng màu đen tử vi tháng tư âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi tỵ sự nghiệp huy hoàng tình duyên hờ hững vận trình của người tuổi tỵ có tốt có xấu khi bước sang tháng kỷ tỵ bạn cần phải sẵn sàng tinh thần nắm bắt các cơ hội chủ động trong việc giải quyết các rắc rối như vậy mới chứng minh được bản thân tạo ấn tượng tốt với mọi người có nguyệt lệnh để vượng soi chiếu con đường sự nghiệp của những chủ rắn có chỗ hiệu phát triển rõ rệt bạn thể hiện được khả năng của mình khi hoàn thành tốt các nhiệm vụ khó, thậm chí còn được người dẫn đường cho cả tập thể. Hãy giữ vững phong độ của mình, bạn có cơ hội được cất nhắc lên những vị trí cao hơn hoặc đưa giao cho những trọng trách mới. Phương diện tài chính cũng có nhiều khởi sắc, những thành tích tốt trong công việc giúp bạn nhận được nhiều khoản hoa hồng, thưởng nóng, thậm chí có người còn được thăng lương, đảm bảo tương lai ổn định hơn vợ những ai làm kinh tế khẳng định được vị trí của mình trên thị trường nên khách hàng ngày càng đông đúc, không sợ đối thủ cạnh tranh. Tiếc rằng phương diện tình cảm lại không được xuân sẻ như vậy. Có lẽ còn giáp người tuổi tỵ quá bận rộn với công việc nên có phần thờ ơ với gia đình của mình. Thêm vào đó, thường xuyên đưa ra những yêu cầu vô lý bắt nửa kia nghe theo nên mỗi quan hệ vợ chồng có phần căng thẳng xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi tỵ luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. luận về phương diện công danh sự nghiệp. Nhiều cơ hội sự nghiệp sẽ đến với những chủ rắn trong tháng nay nhờ có sự hỗ trợ của cục diện nguyệt lệnh lầm để vượng. Hãy luôn sẵn sàng tinh thần phấn đấu, bạn sẽ chạm tay vào những cải đích mà mình đã đặt ra trước đó. Thời điểm này, bạn giữ được đầu óc tỉnh táo nhanh nhạy nên thường đưa ra được những ý kiến đóng góp xác đáng giúp tập thể giải quyết được nhiều khó khăn còn tồn tại. Thêm vào đó, bạn rất tự tin, sẵn sàng thể hiện bản thân, nắm vai trò lãnh đạo, hướng dẫn mọi người nên dần dần tạo được vị thể trong tập thể. Lãnh đạo có thể giao cho bạn những nhiệm vụ trọng đại hoặc cất nhắc thăng chức cho bạn. Vì thế, dù vất vả thì bạn cũng hãy không ngừng cố gắng, rồi công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Với người làm lãnh đạo, bạn thể hiện được tầm nhìn xa trong rộng và đưa ra được những quyết sách đúng đắn giúp tọt thể thoát khỏi lỗi mòn. Bạn cũng có những cách hành sự đúng đắn, biết quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân viên nên được nhiều người tôn trọng. Tuy nhiên, Thái tuệ hùng tình xuất hiện là dấu hiệu chứng tỏ những nguy cơ vẫn còn tiềm tàng. Bản mệnh làm việc gì cũng cần phải cẩn thận, không nên kiêu ngạo hoặc lơ là để sót những chi tiết nhỏ gây ảnh hưởng đến chất lượng của công việc. 2. Luận về phương diện tài chính Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 chỉ ra rằng tình hình tài lộc của người tuổi tỵ có những bước tiến triển tích cực. Những gì bạn gặt hái được là thành quả cố gắng trong suốt một khoảng thời gian dài. Vì vậy, bạn có thể an tâm tận hưởng và thưởng cho mình một món quà nào đó. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên không thể thiểu các khoản thưởng nóng hay hoa hồng. Thậm chí, có một số người còn được nhận quyết định thăng lương. Nếu thấy tự tin vào thành tích và cổng hiến của mình cho tập thể, bạn cũng có thể chủ động đề cập việc thăng chức, tăng lương với cấp trên. Với người làm kinh tế, bản mệnh khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên khách hàng đổ tới ngày càng đông đúc. Bạn chỉ cần tập trung làm tốt trong lĩnh vực của mình thì không sợ đổ thủ chơi xấu, tiền bạc sẽ đổ vào tuổi của bạn đều đều. Những người có định hưởng khởi nghiệp hoặc làm thêm các công việc tay trải cũng có thể bắt tay vào tiến hành ngay trong thời điểm này. Tất nhiên, bắt tay vào một công việc mới, bạn sẽ không tránh khỏi những trắc trở. Xong, hãy kiên định và tin tưởng vào tương lai, công sức của bạn sẽ không ổn phí. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Tiếc rằng phương diện tình cảm của người tuổi tỵ lại không được xuân sẻ như sự nghiệp có thể công việc quá bận rộn, bạn quá tập trung vào sự nghiệp nên lơ là, là việc quan tâm đến một ai đó. Với những người đã lập gia đình, dù bận rộn đến mấy thì bạn cũng nên dành thời gian trò chuyện, quan tâm đến người thân. Đặc biệt, bạn không nên dồn mọi trách nhiệm chăm sóc nhà cửa còn cãi lên đầu người ấy. Nếu bạn bận rộn quá mức, không sắp xếp được thời gian, bạn nên chủ động trao đổi với người ấy để vợ chồng thấu hiểu và giúp đỡ nhau. Ngoài ra, cũng cần đặt bản thân vào vị trí của người ấy, trở nên đưa ra những yêu cầu vô lý bắt người ấy phải nghe theo. Nhiều khi những điều bạn cho là đúng chưa chắc đã phù hợp với thực tế, chưa chắc đã là tốt nhất cho người nhà. Với những ai còn độc thân, có vẻ quan tâm tới sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân hơn là xây dựng quan hệ với một ai đó, Chính vì vậy mà bạn khá thờ ơ trong việc trò chuyện tiếp xúc với người khác giới. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú hơn trong cách hành xử với mọi người, chớ đưa ra những lời từ chối quá phủ phàng hoặc cổ tình làm ngơ đối phương. Bạn cần tìm ra cách hành xử tế nhị hơn, đừng làm tổn thương những người chân thành với mình. 4. Luận về phương diện sức khỏe Phương diện sức khỏe bạn không gặp phải vấn đề đáng kể nào, bạn duy trì được tinh thần tích cực, hăng hải nên luôn sẵn sàng bắt tay vào mọi công việc, thậm chí còn truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh. Hãy duy trì thói quen tập thể dục, thể thao, sinh hoạt điều độ, ăn uống lành mạnh, bạn sẽ luôn có sức khỏe để làm mọi điều mà mình mong muốn. Thái Tuệ khuyên bạn, nếu có việc cần phải đi xa thì nên chú ý an toàn giao thông để tránh những tai nạn bất ngờ hãy tuân thủ lực lệ và tránh điều khiển phương tiện khi đèn mệt mỏi hay thiếu tỉnh táo. Cảm Nang vận vận cho tầng tuổi tỵ vào tháng 4 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi quý tỵ mệnh thủy, năm sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết, khẳng định vị thể, nhận được sự tin tưởng của nhiều người. Quý nhân phù trợ tuổi hài tuổi thân, tiểu nhân tuổi mão tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu xanh lá, màu đen. 2. Tội ất tỳ mệnh hỏa Nam sao phân hận nữ sao la hầu khẩu quyết, đưa ra những quyết sách đúng đắn, nhận được sự tôn trọng của mọi người. Quý nhân phù trợ tuổi hại tuổi ngọ, tiểu nhân tuổi thành tuổi giàu, màu sắc may mắn, màu hồng, màu tím. 3. Tội đinh tỵ sinh năm 1977, mệnh thổ. Nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết, ta chỉnh cỏ sắc, buôn mai bản đắc có cơ hội được thăng chức tăng lương quý nhân phù trợ tuổi sửu, tuổi mão tiểu nhân tuổi môi tuổi thân màu sắc may mắn màu trắng màu đỏ 4. Tuổi kỷ tỵ mệnh mộc nam sao một đức nữ sao thủy diệu khẩu huyết thờ ơ trong chuyện tình cảm không muốn dành thời gian cho người khác quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi tuất tiểu nhân tuổi hài tuổi dần. màu sắc may mắn màu đen màu cam Nam Tuổi tân tị mạnh kim Nam sao phân hưởng nữ sao la hầu khổ quyết không nên đưa ra những yêu cầu vô lý quan tâm hơn tới người thân của mình quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi môi tiểu nhân tuổi dậu tuổi ngọ màu sắc may mắn màu đen màu trắng Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi ngọ, trong hùng cỏ cát trở nên kiều ngạo. Phần trình bước khi bước sang tháng 4 âm lịch năm 2024 của những chủ ngựa có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ. Vì vậy mà con giáp này làm gì cũng phải nhìn trước ngõ sau, tránh hành động theo cảm tính, kẻo có thể gặp phải những rắc rối bất ngờ. Trên phương diện sự nghiệp, dưới sự nâng đỡ của Tam Hội, còn giáp này xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, mọi người sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết, nên công việc cũng có thể tiến triển suôn sẻ ngoài dự định. Tuy nhiên, khi gặt hái được những thành công, thì bạn vẫn cần phải khiêm tốn, biết mình, biết ta, trở khoe khoang, tự phụ, rồi rập rắc rỗi, không lương. Chuyện làm ăn cũng có những tiến triển khả tích cực, bạn chăm chỉ, cần mẫn làm việc ngay cả khi mọi người xung quanh muốn nghỉ ngơi, hưởng thụ nên đồng tiền cũng trải về tuổi nhiều hơn. Tháng này có cơ hội ký kết hợp đồng với đối tác chuyển vòng hoặc mở rộng quy mô kinh doanh, bạn cần chuẩn bị sẵn sàng các yếu tố nhân lực, vật lực để nắm bắt bất cứ lúc nào. Phương diện tình cảm do có bách việt chủ đào hoa chiếu mệnh, bằng dễ nhận được sự chú ý hoặc lời bày tỏ làm quen từ mọi người xung quanh. Tuy nhiên, con giáp này vẫn cần phải thận trọng trong việc đưa ra các quyết định, tránh để mình vướng vào những mối quan hệ phức tạp. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi ngọ luận về các phương diện trong cuộc sống một Luận về phương diện công danh, sự nghiệp Tháng nay, dưới sự nâng đỡ của cục diện tam hội, những chú ngựa hứa hẹn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Mọi việc diễn ra xôn sẻ, thậm chí còn gặt hái được thành công, đạt được điều mà còn giáp này mong muốn. Người tuổi ngọ vốn là người nhiệt tình, cởi mở nên dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi, hài hòa. Bạn bắt tay vào công việc gì cũng có người sẵn sàng giúp đỡ chỉ điểm, chính vì vậy mà không tốn nhiều công sức, không phải đi đường vòng mà kết quả thì hơn hẳn người khác. Những ai làm việc chăm chỉ, không ngại khó, không ngại khổ cũng nhận được sự công nhận đánh giá cao từ lãnh đạo. Đối phương sẽ cho bạn nhiều cơ hội tham gia các lớp học bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng hoặc giao cho bạn nhiều công việc quan trọng để rèn luyện và khẳng định bản thân. Tuy nhiên, việc lệnh lòng quen khuyên bạn dù có gặt hái được thành công lớn lao tới thế nào, bạn cũng cần biết giữ thái độ khiêm tốn, không ngừng học hỏi mọi người xung quanh. Nếu bạn khoe khoang tự phụ thì dễ rơi vào những cảnh múa rìu qua mất thợ khiến người khác chê cười. 2. Luận về phương diện tài chính Tình hình tài lộc của những chú ngựa cũng có những bước tiến đáng mừng trong thời điểm tháng 4 âm lịch này. Bạn có một tuổi tiền khả trộn rỉnh, thoải mái, chi tiêu, không cần tính toán quá nhiều. Với những người làm công ăn lương, bạn chăm chỉ làm việc, khẳng định được bản thân, nên ngoài lương cứng, không thể thiểu các khoản thưởng nóng. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng hơn mỗi ngày. Với người làm kinh tế, bạn chăm chỉ với các dự án kế hoạch của mình, thậm chí làm việc ngay cả khi người khác nghỉ ngơi nên đồng tiền trải đều đều vào tuổi, thu nhập tăng lên đáng kể. Tam hội cho thấy đây là thời điểm thích hợp để bạn ký kết hợp đồng với đối tác. Nếu thấy đối phương là người đáng tin cậy, đôi bên có nhiều quan điểm, mục tiêu chung thi hãy nhanh chóng bắt tay thực hiện kế hoạch kiếm tiền. Đôi bền hợp tác ăn ý sẽ khiến cho đồng tiền chảy về tuổi nhiều hơn cả dự tính. Ngoài ra, con dắp này cũng có thể đưa ra quyết định mở rộng quy mô buôn bản trong tháng. Dù bạn sẽ khải khá vất vả, nhưng ngoài giờ làm việc, bạn sẽ nhanh chóng thấy được hiệu quả do công sức lao động của mình mang lại. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Xét thấy phương diện tình cảm gia đạo của người tuổi ngọ trong tháng 4 âm lịch có tốt có xấu, chính vì vậy cần phải chuỗi cách hành sự của bản thân và cẩn thận trong từng quyết định tình cảm. Nếu không, dễ đẩy mình vào cảnh thị phi hoặc vướng vào mọi quan hệ phức tạp. Với những ai còn độc thân, bất việc chủ đào hoa chiếu mệnh, bạn thường có nhiều người khác giới quan tâm Gặp phải khó khăn nào cũng có người chủ động dàn tài giúp đỡ. Những cử chỉ ân cần của đối phương có thể khiến bạn rung động. Xong, bạn đừng quá vội vàng bước chân vào một mối quan hệ nào đó. Cần phải có thời gian trò chuyện, tìm hiểu sâu thêm về đối phương. Hãy cẩn thận, có thể kẻ tiếp xúc bạn chỉ là có mục đích nào đó với người đã có đòi có cặp, những thành tích nổi bật trong công việc cũng khiến bạn nhận được nhiều sự yêu mến, ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Có người sẽ chủ động tìm cách tiếp cận bạn, lấy lòng bạn. Đây chính là lúc mà bạn mạnh thật sự tỉnh táo. Hãy chú ý giữ khoảng cách thích hợp với người lạ, đừng để mình vướng vào những tin đồn thị phi, tai tiếng. Trước khi làm một việc gì đó, bạn cần nghĩ cho những người ở nhà và trân trọng những gì mà mình đang có. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tình hình sức khỏe của người tuổi ngọ nhìn chung trong tháng 4 âm lịch không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, không nên bắt mình làm việc quá sức, thậm chí quên ăn quên ngủ gây tổn hại tới sức khỏe về lâu về dài. Thẳng kỹ tỵ để xây dựng được các mối quan hệ, bạn sẽ phải tiệt tùng nhiều Tuy nhiên, cần hạn chế ăn uống những đồ có dầu mỡ, hạn chế uống rượu bia để giảm áp lực cho quá trình tiêu hóa. Khi tinh thần thiếu tỉnh táo, bạn cũng sẽ không điều khiển được phiên tiện giao thông kẹo dễ gặp tai nạn. cẩm nang phượng phận cho tầng tuổi ngọ vào tháng 4 âm lịch năm 2024 như sau. Một tuổi giáp ngọ mệnh kim, năm sao thái âm, nữ sao thái bạch, cầu quyết quan hệ xã giao hài hòa. Gặp việc khó, có nhiều người giúp sức. Quý nhân phù trợ, tuổi hải tuổi mão, tiểu nhân, tuổi tỵ tuổi thân, màu sắc may mắn, màu nâu, màu đỏ. 2. Tuổi bỉnh ngọ, mệnh thủy, nam sao thái dương, nữ sao thổ tủ, khẩu quyết, thích hợp kỹ kết, hợp đồng, mở rộng các mối quan hệ làm ăn kinh doanh. Quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi hài, tuổi dân, màu sắc may mắn, màu cam, màu hồng. 3. Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 mệnh Hỏa năm sao thổ tủ, nữ sao phân hở, khẩu quyết, dễ nhận được tiền thưởng nóng, cấp trên đánh giá bạn rất cao. Quý nhân phù trợ tuổi dân, tuổi sửu, tiểu nhân, tuổi mão, tuổi tỵ, màu sắc may mắn màu đỏ, màu đen. 4. Tuổi canh ngọ, sinh năm 1990, mệnh thổ, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, cầu quyết, cẩn thận trong các mối quan hệ coi chừng bị lừa gạt. Quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi dậu, tiểu nhân tuổi thân tuổi dân, màu sắc may mắn màu hồng màu tím. Năm tuổi nhâm ngọ mệnh mộc, nam sao thái dương, nữ sao thổ tủ khẩu quyết, chú ý giữ gìn khoảng cách với người khác phải coi trọng những gì mà mình đang có. Quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi dậu, tiểu nhân tuổi dần tuổi hợi màu sắc may mắn màu trắng, màu nâu. Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi mùi, tin vui dồn dập thành công mọi bề. Khi bước sang tháng 4 âm lịch năm 2024 này, có thể nói đây là khoảng thời gian cực kỳ may mắn đối với những chủ dê bạn luôn cố gắng, nỗ lực, lại thêm sự giúp đỡ từ quý nhân, nên việc nào cũng đạt được thành tích đáng mừng, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trên phương diện sự nghiệp, do có tâm hội và nguyệt lệnh quan đỡ nâng đỡ, bạn xây dựng được mỗi quan hệ xã giao hài hòa, việc khó nào cũng có người giúp sức. Hãy đặt ra những mục tiêu tham vọng cho mình và cố gắng hết mình, công lao của bạn sẽ được ghi nhận một cách xứng đẳng bạn sẽ khẳng định được vị thế trong tập thể. Phương diện tài chính bạn có mối quan hệ với khách hàng, đối tác rộng mở nên làm việc gì cũng dễ dàng hơn nhiều. Nếu đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nhân lực, vật lực thì hãy tự tin vào bản thân, vào những quyết định của mình. Có thể bạn sẽ phải làm việc hơi vất vả một chút, xong tiên trải vào tuổi ao ao khiến bạn cảm thấy những gì mình bỏ ra không ổn phí. Chuyện tình cảm cũng có nhiều tình vui do ngũ hành tương sinh tác động. Bạn và nửa kia biết bao dung, tha thử cho những lỗi lầm của nhau. Có khó khăn thì cả hai cùng gánh vác. Nhờ thế mà quan hệ đôi bên ngày càng bền chặt, không ai có thể chèn chân vào. Xem tử vi tháng tư âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi mùi luận về các phương diện trong cuộc sống một luận về phương diện công danh sự nghiệp những chủ dê có cơ hội đón tin vui trong phương diện sự nghiệp vào thời điểm tháng 4 âm lịch cục diện tam hội và quan đợi đem tới cho bạn nhiều thời cơ mà nhiều người mong muốn cũng không có được với những ai tham gia thi cử tuyển dụng trong tháng này, bạn tự tin phát huy vốn hiểu biết của mình nên có thể gây ấn tượng tốt với ban giám khảo hoặc nhà tuyển dụng. Hãy tự tin thỏa thuận một mức lương hoặc một vị trí mong muốn, khả năng bạn được đáp ứng là khá cao. Với những người làm công ăn lương, bạn hợp tác tốt với đồng nghiệp nên công việc có thể hoàn thành nhanh chóng hơn so với dự kiến. Thậm chí, bạn còn có thể là người chỉ đường dẫn lối, truyền cảm hứng cho bạn bè, đồng nghiệp của mình. Những thành tích đạt được trong công việc có thể giúp bạn lọt vào mắt xanh của quý nhân. Đối phương sẽ giới thiệu thêm cho bạn nhiều cơ hội bồi dưỡng, rèn luyện các kỹ năng. Hãy khiêm tổn học hỏi, bạn sẽ tiếp thu được những kiến thức hữu ích, có giá trị cho sự nghiệp sau này. Tuy nhiên, tháng 4 âm lịch Cả hùng tình thiên cẩu trình rập thỉnh thoảng sẽ đem tới những rắc rỗi cho bản mệnh. Bạn nên tập trung vào nhiệm vụ, trở nên khoe mẹ, ra vẻ ta đây, khiến cho kẻ xấu nổi lòng tham, tìm cách cướp mất công lao của bạn hoặc hạ bệ danh tiện của bạn. 2. Luận về phương diện tài chính Phương diện tài lộc cũng xuất hiện nhiều điểm sáng. Dù làm ở trong lĩnh vực nào đi nữa, bạn cũng cần phải kiếm tiền về đầy tuổi rủng rỉnh chi tiêu. Với người làm công ăn lương, những công hiến cho tập thể giúp bạn nhận được một khoản thưởng nóng hậu hĩnh, thậm chí cấp trên còn có thể chủ động tăng lương cho bạn. Bạn cũng có thể chủ động xin tăng lương thăng chức nếu thấy công sức của mình bỏ ra xứng đáng với điều đó. Chắc hẳn cấp trên cũng muốn giữ chân một nhân viên xuất sắc như bạn. Với những người làm kinh tế, bạn niềm nở nhiệt tình nên thu hút được lượng lớn khách hàng bên cạnh đó bạn còn không ngừng thay đổi bản thân để bắt kịp với xu thể thị trường nhiều người chưa từng mua hàng của bạn đều muốn quay lại ủng hộ những lần sau quỹ nhân xuất hiện có thể đem tới cho bạn những cơ hội mở rộng quy mô đầu tư kinh doanh tất nhiên bạn sẽ phải khả vất vả đẩy nhưng bạn làm đến đâu thì thấy hiệu quả đến đấy nên lúc nào cũng tràn đầy động lực và quyết tâm Hùng tinh thiên cậu vẫn sẽ gây ra một vài rắc rối trong con đường tài lộc của bạn. Khi có đồng tiền dư giả trong tay, bạn trở cả tin nghe theo lời dụ dỗ mua hàng của người không quen biết. Bạn có thể mua phải những sản phẩm kém chất lượng, không được như lời mời quảng cáo. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 này có nhiều các tình quy tụ, phương diện tình cảm của những chú dê cũng hành thông thuận lại bất ngờ, bạn được tận hưởng niềm hạnh phúc của riêng mình. Với người độc thân, bạn biết mình muốn tìm một người như thế nào nên không phải tốn nhiều thời gian cho những đối tượng không phù hợp, cũng nhờ tính cách dịu dàng chu đáo mà bạn ghi điểm trong mắt nhiều người xung quanh. Có những người chủ động đến làm quen với bạn một số người có thể được người thân hoặc bạn bè giới thiệu cho đối tượng phù hợp. Việc gặp gỡ tiếp xúc với người nào đó hay không hoàn toàn nằm ở quyết định của bạn. Xong, khuyên bạn hãy cởi mở thử trò chuyện với đối phương xem sao, biết đâu hai người lại có nhiều điểm chung. Với những người có đôi có cặp, cả hai đều đã trưởng thành hơn trong mỗi quan hệ, đôi bên biết lắng nghe, bao dung, tha thử cho những lỗi lầm của nhau cùng kề vai sát cảnh trong mọi khó khăn của cuộc sống. Đôi khi, hai người vẫn cần có thể xảy ra những tranh cãi, nhưng đó cũng chỉ là gia vị cho tình yêu. Sau mỗi lần giận dỗi, cả hai cảm thấy quý trọng nhau hơn, thấu hiểu nhau hơn và trân trọng hạnh phúc mình đang có. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tình hình sức khỏe của người tuổi mùi nhìn chung không có gì đáng lo trong tháng 4 âm lịch này. Bạn duy trì được thể trạng khá tốt, tinh thần tích cực, hăng hải nên công việc lúc nào cũng hiệu quả, đạt được kết quả như kỳ vọng. Tuy nhiên, đừng quá tập trung vào sự nghiệp mà quên cả chuyện nghỉ ngơi, bạn vẫn cần phải xây dựng cho mình lối sống khoa học, ăn ngủ đúng giờ, cân bằng dinh dưỡng, chịu khó tập thể dục thể thao. Như vậy thì bạn sẽ có được đầu óc tỉnh táo, có sức làm mọi điều mà mình muốn. Cẩm nang phượng vận cho từng tuổi môi vào tháng 4 âm lịch năm 2024 như sau. một Tuổi Ất Mùi mệnh Kim, nam sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết công việc thuận lợi, làm gì cũng được mọi người đồng tình ủng hộ. Quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi hài, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi tuất, màu sắc may mắn màu vàng, màu nâu. 2. Tuổi Đinh Mùi mệnh Thủy, nam sao thái bạch nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, được cấp trên cất nhắc có cơ hội học hỏi nhiều điều hay. Quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi ngọ, tiểu nhân, tuổi tuất tuổi môi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh. 3. Tuổi kỷ môi, mệnh hỏa, nam sao la hầu, nữ sao kể đô, khẩu quyết, tiên bạc dư giả, các quyết định đúng đắn đem lại nhiều lợi nhuận. Quý nhân phù trợ, tuổi hài, tuổi tỵ tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi sửu, màu sắc may mắn màu cam, màu xám. Bốn tuổi tân mùi, mệnh thổ, năm sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết, cẩn thận kẻ tiểu nhân ghen tức tìm cách cướp mất công lao của bạn. Quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tiểu nhân, tuổi thìn tuổi tỷ, màu sắc may mắn màu nâu, màu cà phê năm tuổi quỷ môi mệnh mộc năm sao thái bạch nữ sao thái âm khẩu quyết vợ chồng thấu hiểu biết bao dung và suy nghĩ cho nhau quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi mão tiểu nhân tuổi sửu tuổi tuất màu sắc may mắn màu đen màu xanh tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 của tuổi thân hung cát song hành thận trọng mọi bề tháng 4 âm lịch đây là khoảng thời gian vận trình của bản mệnh có nhiều biển động mạnh. Hùng cát khó lương, có thể trước đó bạn đang gặt hải thành công, được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng ngay sau đó bạn phải đối diện với những lời đồn không hay về mình. Dự tác động của nhị hợp, bạn thông minh, nhanh nhạy đưa ra được nhiều ý kiến đóng góp hữu ích cho tập thể. Cấp trên có thể yên tâm giao cho bạn nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, chính vì điều đó cũng khiến bạn nảy sinh kiêu ngạo. Hai, chú ý cách hành sự của mình, trở coi thường người khác, kẹo cục diện tương hình sẽ đem tới những kẻ tiểu nhân cây hòa cho bạn. Phương diện tài chính lúc tốt lúc xấu, bạn có thể nhận được khoản lãi lời từ những mối đầu tư trước đó của mình nhưng cũng có thể phải chi tiêu nhiều để giúp đỡ người khác, có lúc còn làm ơn mắc oán, vừa tốn tiền vừa khiến mọi chuyện tiến triển xấu đi. Hơn nữa, tháng này bạn còn tốn thêm nhiều tiền để mua bản chân diện cho bản thân. Tình cảm cũng có phần khùng cát khó lương. Người độc thân có thể để ý hơn tới ngoại hình dưới tác động của mộc dục. Nhưng vì thế mà bạn cũng có thể thu hút sự chú ý của cả những người không đứng đắn. Hãy cẩn thận trước khi bước chân vào một mối quan hệ người có gia đình thì cần chủ động giữ khoảng cách với người khác. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 của con giáp người tụ thân luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp Dưới tác động song song của cục diện nhị học và tương hình, những chú khỉ có nhiều điều cần phải chú ý trên phương diện sự nghiệp vào tháng 4 âm lịch này bạn chỉ cần sơ suất một chút thôi cũng có thể đẩy mình vào những rắc rối, tốn nhiều thời gian, công sức để giải quyết. Thời điểm tháng Tư âm lịch này, bạn cần giữ đầu óc thông minh, nhanh nhạy, nên có thể nhanh chóng hiểu được nội dung công việc, hiểu được ý của lãnh đạo. Nhận đóng góp của bạn trong tập thể được lãnh đạo đánh giá rất cao và cũng được không ít người ngưỡng mộ. Cấp trên có thể giao cho bạn những nhiệm vụ khá quan trọng đấy. Công việc trọng đại nhưng cũng không kém phần nặng nề. Vì vậy mà còn gấp này nên sắp xếp kế hoạch làm việc khoa học, tránh làm việc quá sức. Đồng thời nếu cần thiết hãy san sẻ gánh nặng với mọi người, không nên tự mình gánh vác mọi việc, thậm chí gánh cả việc cho người khác. Tương Hải khuyên bạn luôn giữ sự khiêm tốn của mình, bất kể bạn có gặt hái được thành công lớn hay được cấp trên ưu ái thế nào, cách thành sự quyết định xung quanh bạn có nhiều bạn bè hay tiểu nhân. Hãy luôn tỉnh táo trong việc tiếp nhận các thông tin, kẻ tiểu nhân ghen ghét với bạn có thể xuất hiện xung quanh và đưa cho bạn những tin tức không chính xác hoặc tạo ra lời đồng thoại gây ảnh hưởng đến danh tiếng của bạn. Khi rơi vào tình huống không như ý, hãy giữ lý trí cho mình để tìm ra cách giải quyết phù hợp nhất. 2. Luận về phương diện tài chính Tình hình ta lọc của những chú khỉ lúc tốt lúc xấu trong tháng này. Có những lúc bạn sẽ thấy tiền chảy ao ào vào trong tuổi, nhưng cũng có những lúc bạn phải tổn rất nhiều tiền cho việc này, việc khác. Tiền trong tay không giữ được bao lâu đã phải chi tiêu. Nhờ cả nhị hợp giúp sức, bạn nhanh nhạy nên dễ nắm bắt được xu hướng của thị trường, thậm chí đi tắt đoạn đầu. Dù vất vả nhưng tiền đổ về tuổi nhanh chóng, thậm chí còn giáp này còn giúp được những người tin tưởng đi theo mình. Với những ai làm công ăn lương, bạn có thể gặt hái được thành công trong công việc nên các khoản thưởng nóng là không hề thiếu. Các tình thiền đức cho thấy một số người còn được chạm tay vào cơ hội thăng chức tăng lương. Tuy nhiên, bản mệnh trở nên xem thường sức ảnh hưởng của cục diện tường hình và âm sát. Xung quanh bạn vẫn không thiếu các đối thủ cạnh tranh hoặc kẻ tiểu nhân nhằm nhe tìm cơ hội cướp khách hàng hoặc lợi nhuận của bạn. Vì vậy, hãy thận trọng trong việc lắng nghe, kiểm chứng thông tin, đừng vội vàng tin theo lời của bất cứ ai. Nguyệt lệnh làm một dục cho thấy thời điểm này bạn còn tốn thêm nhiều tiền cho các hoạt động mua bản, sắm sửa và trường diện. Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mỗi người. Xong, bạn cũng cần chi tiêu hợp lý kẹo rơi vào cảnh trái tuổi đấy. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Khi bước sang tháng tư âm lịch, khuyên người tuổi thân không nên nhẹ dạ cả tình trong chuyện tình yêu. Vào tháng này, không phải ai cũng chân thành với bạn và tiếp xúc với bạn mục đích trong sáng. Với người độc thân, nguyệt lệnh mộc dục khuyên bạn quan tâm hơn đới quẻ bề ngoài, như vậy mà bạn cũng trở nên hấp dẫn hơn, thu hút hơn trong mắt người khác giới. Nhiều người có thể chủ động tiếp xúc với bạn trong tháng này. Tuy nhiên, khuyên bạn không nên quá vội vàng bước chân vào một mỗi qua ngày, bởi có người tiếp xúc với bạn chỉ với mục đích vui chơi qua đường. Tốt nhất, hãy dành thêm thời gian để trò chuyện với đối phương, giúp hiểu về nhau hơn. Với những người có đôi có cặp, những thành tích giặc hái được trong phòng thái tự tin, cởi mở khiến cho nhiều người muốn gần gũi hơn với bạn. Tuy nhiên, bạn cần phải tỉnh táo và giữ khoảng cách thích hợp trong các mối quan hệ. Còn giáp người tuổi thân, hãy biết trân trọng những gì mà mình đang có, đừng vì ham vui nhất thời mà khiến cho người nhà tổn thương. Kể cả khi vợ chồng mâu thuẫn, không tìm được tiếng nói chung đi nữa, bạn cũng đừng nghĩ tới chuyện tìm niềm vui ở bên ngoài. 4. Luận về phương diện sức khỏe Nhìn chung, tình trạng sức khỏe của người tuổi thân không gặp phải vấn đề nào quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, công việc vất vả cực nhọc lại luôn có kẻ tiểu nhân rình rập sẽ khiến bạn hơi mệt mỏi một chút. Hãy xây dựng thời gian biểu khoa học, ăn uống lành mạnh kết hợp với tập luyện thể dục thể thao để cơ thể luôn khỏe mạnh, đầu óc được tỉnh táo. Đừng nên bắt cơ thể làm việc quá sức bởi công việc có thể sẽ không làm ngay lập tức trong một hai ngày là được. Nếu thấy mọi việc quá sức của mình, đừng ngại sang sẻ với người khác để được giúp đỡ kịp thời. Bạn không phải làm một mình để gánh vác mọi việc. Cẩm nang vượng phận cho từng tuổi thân vào tháng 4 âm lịch năm 2024 như sau. Một tuổi bính thân mệnh hỏa nam sao vân hưởng nữ sao la hầu khẩu huyết. đầu óc tỉnh táo được lãnh đạo tin tưởng giao cho nhiều trọng trách Quý nhân phù trợ tuổi mão, tuổi thân, tiểu nhân tuổi tuất, tuổi ngọ, màu sắc may mắn màu nâu, màu xanh. 2. Tuổi màu thân. Sinh năm 1968, mệnh thổ. Nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết, chú ý cách hành sự, trở nên kiêu ngạo, gây thù trút oán với người khác. Quý nhân phù trợ tuổi môi, tuổi thân, tiểu nhân tuổi mão, tuổi sửu, màu sắc may mắn màu vàng, màu hồng. 3. Tội canh thân, sinh năm 1980, mệnh mộc. Nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết. Trở cả thân nghe theo lời người xấu, đánh mất số tiền trong tay. Quý nhân phù trợ tuổi hại, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi tuất, tuổi giàu, màu sắc may mắn, màu tím, màu trắng. 4. Tuổi nhâm thân, sinh năm 1992, mệnh kim. Nam sao vân hưởng, nữ sao la hầu, khẩu quyết được nhiều người chú ý, tuy nhiên đừng quá vội vàng trong một mỗi quan hệ. Quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tỵ tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi sửu màu sắc may mắn, màu đen, màu đỏ. Năm, tuổi giáp thân, mệnh thủy, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết, trân trọng những gì mình đang có, giữ khoảng cách thích hợp với người khác. Quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi hợi tiểu nhân, tuổi tỷ, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu vàng, màu đen. Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi dậu, sự nghiệp tư sản, tình duyên, ảm đạm. Vận trình vào tháng 4 âm lịch của những chú gà. Nhìn chung khá tư sản trong tháng này. Bạn càng chăm chỉ làm việc thì sẽ càng gặt hải được nhiều thành quả Tuy nhiên, cần chú ý hành sự để tránh những rắc rối không đáng có trong công việc cũng như trong cuộc sống. Phương diện sự nghiệp nhờ có tam hợp phù trợ, bản mệnh phát huy được tài năng của mình, lại biết lãnh đạo, cổ vũ mọi người hướng tới mục tiêu chung. Vì vậy, không ít người ghi được điểm trong mắt lãnh đạo đạt được cột mốc mới trong công việc. Nếu chú ý hơn tới cách nội năng, cư xử thì bạn dễ mở rộng các mối quan hệ xã giao hữu ích cho mình. Về phương diện tài lộc, bạn đưa ra được những quyết định khá đúng đắn trong đầu tư kinh doanh. Có thể đồng tiền không trải về tuổi của bạn ngay lập tức, nhưng vẫn sẽ có những lời lại nhất định giúp bạn kiên định hơn với định hưởng của mình. Tuy nhiên, hãy kiềm chế tỉnh nóng nại của mình để không gây ra những mâu thuẫn với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp xung quanh. Chuyện tình cảm lại có lắm nội gian trưng Ngũ hành tường khắc cho thấy vợ chồng bạn dễ mâu thuẫn với nhau, dù nguyên nhân có thể rất nhỏ nhặt. Bạn không thể ép buộc người ấy phải làm theo mọi mong muốn của mình. Hãy thử đặt mình vào vị trí của người ấy, hạ cải to xuống một chút, có thể bạn sẽ nhìn nhận mọi việc theo hướng khác. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi giàu luận về các phương diện trong cuộc sống một luận về phương diện công danh sự nghiệp khi bước sang thản kỹ tỵ cục diện tam hợp đem lại nhiều tác động tích cực cho vận trình sự nghiệp của những người sanh năm giàu. nhiều cơ hội xuất hiện mở ra cho bạn nhiều chuyển vọng trong công việc bạn nắm bắt được và cố gắng không ngừng thì gặt hái được thành công còn giáp này biết được khả năng của mình là gì nên phát huy đúng lúc đúng chỗ, khiến cho nhiều người phải ngạc nhiên vì những gì bạn làm được. Ngoài ra, bạn còn thể hiện được tài lãnh đạo, chỉ huy của mình, truyền động lực cho mọi người để cùng cố gắng vượt qua khó khăn, gặt hái thành công mới. Với người làm lãnh đạo, bạn tạo được cái uy với nhân viên cấp dưới của mình khi luôn bình tĩnh, nghiêm túc trong mọi tình huống để có thể đưa ra những quyết sách chính xác nhất. Công ty có thể đạt được bước tiến mới trong tháng này. Hãy chú ý tới cách nói năng, hành sự của mình phải luôn cởi mở chân thành với mọi người để xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp. Quan hệ rộng giúp bạn được tiếp xúc với nhiều người, nhiều cơ hội hơn. Không gặp khó khăn này cũng sẽ có khó khăn khác nhưng không sợ không có người giúp sức. Nguyệt lệnh trường sinh khuyên bạn có thể dành thêm thời gian để làm các công việc thiện, giúp đỡ những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Bạn đổi sự tốt đẹp với mọi người thì sớm muộn gì cũng nhận được những món quà cuộc sống đem lại. 2. Luận về phương diện tài chính Tình hình tài lộc của người tuổi giàu nhìn chung khá hành thông thuận lợi trong tháng này nhờ có tam hợp nâng đỡ. Do chăm chỉ làm lùm thì ác kiếm được một khoản tương xứng. Với những ai làm công ăn lương, nhận đóng góp của bạn được lãnh đạo đánh giá cao, cấp trên sẵn sàng dành cho bạn những lời khen cỏ cánh và những khoản thưởng nóng. Nếu tự tin với những gì mình đã làm được, bạn có thể được đề xuất tăng lương, tăng chức cho mình khả năng được chấp nhận là rất cao. Với những ai làm kinh tế, bạn đang nhận được những khoản lời lãi đầu tiên sau quá trình đầu tư trước đó. Điều này cho thấy bạn đang có những quyết định khá đúng đắn. Vì vậy hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa. Tương lai bạn sẽ còn nhận được những khoản hậu hĩnh hơn. Những người làm nghề tài trải hoặc sắp xếp làm thêm cũng sẽ nhận được khoản thù lao dư dả bạn đã dần có được chỗ đứng trên thị trường nên hợp đồng với đối tác cũng ngày một nhiều hơn, dù vất vả nhưng bạn thấy xứng đáng. Điều mà con giáp ngư tuổi dậu cần chú ý là hạn chế tính nóng nảy của bản thân để mình tránh những mâu thuẫn với khách hàng hay đối tác. Điều này không đem lại lợi ích gì cho bạn, thậm chí còn khiến bạn bị ảnh hưởng danh tiếng, gây tác động không nhỏ đến doanh thu. 3 luận về phương diện tình cảm gia đạo. Phương diện tình cảm của người tuổi dậu không được như ý trong tháng này, phần lớn là do cách hành sự của bạn. Vì vậy mà còn giáp người tuổi dậu cần dành thời gian nhìn nhận lại bản thân, chứ không phải là trách móc người này người khác. Với những ai đã lập gia đình, bạn và người ấy cần hạn chế tranh cãi với nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt. Điều gì bỏ qua được thì nên bỏ qua, trở nên nhắc đi nhắc lại khiến cả đôi bên đều cảm thấy bực bội. Khi mâu thuẫn xảy ra, bạn trở nên nói những lời nóng nảy gây tổn thương cho người ấy. Hãy hạ cái tôi cá nhân xuống một chút, đừng bắt người ấy nghe theo mọi ý kiến của mình. Hãy thử đặt mình vào vị trí của đối phương. Biết đâu, bạn sẽ có cách nhìn nhận vấn đề khác đi. Còn với ai độc thân, phương diện tình cảm, cũng không có nhiều điểm sáng, chủ yếu do bạn quá lạnh lùng, tự tạo ra bức tường ngăn cách bản thân với mọi người xung quanh, khiến người khác ngần ngại không dám tiếp cận. Khi có ai đó bày tỏ thiện cảm với bạn, dù không thích đi nữa, bạn cũng không nên từ chối quá phủ phàng. Hãy có cách hành sự khéo léo hơn để khiến đối phương không quá buồn bã hoặc bị mất mặt. 4. Luận về phương diện sức khỏe Người tuổi dậu cần phải lưu tâm tới phương diện sức khỏe của bạn trong tháng này do chịu ảnh hưởng của hung tinh bạch hổ. Hãy cẩn thận khi leo treo, khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc, kẹo dễ vướng hòa, huyết quang. Khi cảm thấy cơ thể mệt mỏi, không tỉnh táo, bạn cần phải cho phép mình nghỉ ngơi. Đừng cố gắng quá sức, khiến cho sức khỏe suy giảm, sẽ gây ra những sai sót hoặc gặp sự cổ không đáng có. Hãy sắp xếp thời gian trong ngày để tập luyện thể dục, thể thao, tăng cường sức khỏe, tránh nguy cơ mắc phải những căn bệnh như đau đầu, đau sườn khớp hoặc đau dạ dày. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi dậu vào tháng 4 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi đinh dậu, mệnh hỏa, năm sao thái dương, nữ sao thổ tủ, khẩu quyết, công việc thuận lợi, phát huy được khả năng, được đánh giá cao quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mão tiểu nhân tuổi thìn tuổi dậu màu sắc may mắn màu đỏ màu hồng hai tuổi kỷ dậu sinh năm 1969 mệnh thổ nam sao thổ tủ, nữ sao phần hận khẩu quyết tài chính ổn định nhận được lời lãi từ các mối đầu tư trước đó quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mão tiểu nhân tuổi thìn tuổi ngọ màu sắc may mắn màu hồng màu vàng 3 tuổi tân dậu sinh năm 1981, mệnh mộc, nam sao Thái Dương, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, hạn chế tính nóng nảy, không nên mâu thuẫn với người khác. Quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi hại, tiểu nhân, tuổi tỷ, tuổi mạo, màu sắc may mắn, màu trắng, màu tím. 4. Tuổi quý dậu sinh năm 1993, mệnh kim, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tủ, khẩu quyết, cởi mở hơn trong các mối quan hệ, trở nên cô lập bản thân. Quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu hồng, màu tím. Năm, tuổi ất dậu, mệnh thủy, năm sao thổ tủ, nữ sao vân hở, khẩu quyết, cần giữ gìn sức khỏe cẩn thận, dễ vững hòa, huyết quan. Quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi tỵ, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi sửu. Màu sắc may mắn, màu đen, màu vàng. Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Tuất càng chăm chỉ càng gặt hái nhiều thành công. Tử vi tháng 4 âm lịch này hứa hẹn là một tháng thuận lợi và tràn đầy hy vọng đối với những người sanh năm Tuất. Bạn càng cố gắng bao nhiêu thì càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Công lao của bạn sẽ được luôn đền đáp xứng đáng. Nguyệt lệnh làm dưỡng cho thấy tháng này bạn duy trì được tinh thần làm việc hàng hải tích cực, sẵn sàng nhận thêm các công việc khó, học tập thêm những kiến thức, kỹ năng cần thiết và không ngại thừa nhận những mặt còn yếu của mình. Chính thái độ ấy sẽ giúp bạn phát triển nhanh chóng, gặt hái được những thành tích cao. Phương diện tài lộc khả phát triển ổn định. Dù có thể bạn không thu được món hời lớn nào, nhưng tiền lời lại vẫn chảy vào tuổi đều đặn bạn chi tiêu không cần lo nghĩ quá nhiều khi các mối quan hệ xã giao thuận lợi là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng quy mô kinh doanh sản xuất chuyện tình cảm cũng bảo vệ những tình vui bạn cởi mở hơn trong việc tiếp xúc với người khác giới thậm chí có thể vô tình gặp được người phù hợp trong một buổi tụ tập giao lưu nào đó hoặc ở nơi công cộng nơi tổ chức sự kiện Cả hai vừa gặp gỡ mà đã có rất nhiều chuyện để chia sẻ cùng nhau. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Tuất luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Những người sinh năm Tuất sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi và đón nhiều tin vui trong phương diện sự nghiệp khi bước sang tháng Kỷ Tỵ chỉ cần con giáp này luôn không ngừng cố gắng tiến về phía trước. Nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy bạn là người chăm chỉ cần cù. Một khi đã được giao cho nhiệm vụ gì, bạn sẽ không thoải thác mà luôn nỗ lực hoàn thành ở mức độ tốt nhất. Ai cũng cảm thấy yên tâm khi giao cho bạn phụ trách công việc. Ngoài ra, bạn cũng thể hiện mình là một người khiêm tốn, ham học hỏi khi sẵn sàng thừa nhận những mặt còn yếu của bản thân, không ngại học hỏi những điều mà mình chưa biết. Tháng này sẽ có một vài cơ hội tham gia các buổi học hành, bồi dưỡng, kiến thức. Hãy nhiệt tình tham gia, bạn sẽ tiếp thu được thêm nhiều kiến thức, kỹ năng hữu ích, góp phần phát triển sự nghiệp trong tương lai. Các tình tử vi sẽ giúp cho con giáp này tự tin, giảm nắm bắt cơ hội, giảm thể hiện qua quan điểm và cả tính bản thân, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và mọi người xung quanh. Một số người còn được chạm tay vào cơ hội thăng tiến. 2. Luận về phương diện tài chính Ở phương diện tài lộc có những bước tiến triển một cách bền vững có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, xong bạn vẫn kiếm được một khoản dư giả ổn định, không bao giờ thiếu tiền trong tuổi. Với những ai làm công ăn lương, bạn nhận được khoản thưởng nóng do hoàn thành tốt các công việc được giao. Nếu chăm chỉ với các công việc làm thêm, bạn còn nhận thêm được khoản thù lao xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Với người làm kinh tế, bạn xây dựng được mối quan hệ xã giao rộng rãi, tốt đẹp. Đây là thời điểm rất thích hợp để bạn mở rộng quy mô kinh doanh, sản xuất của mình. Quá trình mở rộng sẽ gặp phải ít nhiều khó khăn, nhưng xung quanh bạn luôn có những người sẵn sàng dàn tay giúp sức. Nếu có ý định khởi nghiệp, trong tháng này bạn có thể tiến hành dần dần từng bước, không cần phải quá vội vàng. Chỉ cần phát huy được điểm mạnh của mình thì sớm muộn gì bạn cũng có chỗ đứng trên thị trường. Đồng tiền dần dần trải về tuổi. Hãy mở rộng tư duy của mình và suy nghĩ theo những hưởng khác biệt hơn. Bạn sẽ mở ra được lối đi riêng cho bản thân. Còn nếu làm một cách cứng nhắc máy móc thì bạn mãi chỉ là người bình thường trong tập thể hoặc trên thị trường mà thôi. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo, khi bước sang thẳng kỷ tỵ khuyên những người sanh nằm tuất hãy sẵn sàng tinh thần đón nhận những tình vui trong phương diện này tháng tư âm lịch được sống trong những hài hạnh phúc khi mà tìm thấy nửa kia đích thực của đời mình đào hoa nở rộ giúp cho người độc thân không khó để gặp được người phù hợp người ấy có thể sẽ xuất hiện trong những buổi giao lưu gặp gỡ bạn bè hoặc ở ngày nơi công cộng nơi tổ chức các sự kiện dù hai người chỉ gặp nhau vô tình nhưng lại có thể ngay lập tức trò chuyện với nhau một cách ăn ý. Hai người có thể có nhiều quan điểm và mỗi quan tâm giống nhau nên có thể nói chuyện mãi mà không biết chán. Hãy giữ mỗi quan hệ với đối phương bạn nhé. Với những ai đã lập gia đình, bạn nhận được sự thấu hiểu và cổ vũ của những người thân thiết. Nhờ có người nhà, bạn có động lực hơn để cố gắng mỗi ngày mỗi khi gặt hái được thành công, bạn cũng có nhiều người để trùng vui. Với các cặp vợ chồng, dần chính chắn hơn và có trách nhiệm với gia đình, hai người cùng nhau trùng sức, trùng lòng, xây dựng tổ ấm, chứ không ai hoàn toàn tập trung vào lĩnh vực nào. Cả hai đều rất trân trọng những gì mà mình đang có. 4. Luận về phương diện sức khỏe Người tuổi tốt không gặp phải vấn đề gì về sức khỏe khi bước sang thẳng kỹ tỵ bạn chăm chỉ tập thể dục thể thao duy trì lối sống khoa học thì cơ thể sẽ luôn khỏe mạnh giúp bạn sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc nào nếu có thời gian rảnh rỗi hãy bước ra ngoài và hít thở bầu không khí nhiều hơn bạn sẽ cảm thấy tinh thần sảng khoái quên hết mọi muộn phiền thậm chí nảy ra nhiều ý tưởng hữu ích trong công việc Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi tuất vào tháng 4 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi Mậu Tuất Mệnh Mộc Nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, chăm chỉ làm việc, tiếp thu thêm những kiến thức hữu ích. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Dân, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu xanh, màu nâu. 2. Tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, mệnh Kim, Nam sao là hầu, nữ sao kể đô, khẩu quyết, quan hệ xã giao rộng rãi, thích hợp mở rộng quy mô làm ăn. Quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi ngọ, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi sủ, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu nâu. 3. Tuổi nhầm tuốt, sinh năm 1982, mệnh thủy. Nam sao kể đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết, được đánh giá cao, có thể được giao phụ trách nhiều việc quan trọng, quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi hợi, tiểu nhân tuổi dần tuổi dậu màu sắc may mắn màu xám màu trắng bốn tuổi giáp tuất sinh năm 1994 mệnh hỏa nam sao thái bạch nữ sao thái âm khẩu quyết có thể vô tình gặp được một ai đó khiến bạn trùng động quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi dậu tiểu nhân tuổi sậu tuổi thân màu sắc may mắn màu đỏ màu trắng năm tuổi Bỉnh Tuất, sinh năm 2006, mệnh thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kẻ Đô, khẩu quyết. Vợ chồng hòa hợp trân trọng những gì mà mình đang có. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Ngọ, tiểu nhân tuổi Tỵ, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu vàng, màu đen. Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024, cô còn giáp người tuổi Hợi, dễ vững thị phi, chú ý cách hành sự Tháng nay, người tuổi hại phải đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn, nhưng cũng phải nhìn nhận rằng mọi việc khởi ngô cũng chính bản thân bạn, vì thế mà bạn cần phải chú ý hơn trong cách nổi năng hành sự của mình. Cục diện tương xung cho thấy bạn là người có tài ăn nói, có tư duy nhanh nhạy, nhưng đôi khi bạn thể hiện bản thân quá đa hoặc nổi mà không để tới hoàn cảnh xung quanh. Có thể bạn không cố ý làm việc đó nhưng vẫn sẽ gây mất lòng mọi người xung quanh, tạo ra những thị phi hoặc cạnh tranh không đáng có. Ta lộc cũng không khởi sắc do có đại hao án ngữ. Bạn nên thận trọng trong các quyết định đầu tư kinh doanh, thậm chí là mua bán hàng hóa. Nếu nhanh nhậu, chạy theo xu thể trước khi suy nghĩ kỹ thì dễ tự đẩy mình vào cái bẫy khiến đồng tiền một đi không trở lại phương diện tình cảm cũng chẳng xôn sẻ hơn. Còn giáp này cần chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, trở đẩy mình vào cảnh tình ngày mà lý gian. Người độc thân không nên tin theo lời đường mật của kẻ chưa hiểu rõ. Bạn có thể bị đối phương lừa gạt, vừa mất tiền, vừa mất tình. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi hài luận về các phương diện trong cuộc sống một luận về phương diện công danh sự nghiệp cục diện tương xung đem lại nhiều tác động tiêu cực cho người tuổi ngày khiến bạn trở nên nóng nảy bập chập hơn thậm chí vô tình đắc tội với người khác lúc nào không hay bạn là người có suy nghĩ nhanh nhạy có khả năng ăn nói nhưng nhiều khi bạn nói tranh mất phần của người khác thậm chí nói mà không suy nghĩ kỹ khiến người khác phải tổn thương khuyên bạn nên để ý tới hoàn cảnh xung quanh và vị thể của bản thân nhiều hơn trước khi phát ngôn. Và trước khi bắt tay vào công việc gì, bạn cũng nên suy nghĩ thật kỹ, trở làm theo cảm hứng nhất thời, đến khi gặp phải những vướng mắt thì lại chán nạn, muốn bỏ dở giữa chân. Nếu không cố gắng làm việc, bạn sẽ chẳng thể nào tiến bộ được. Trên thực tế, khi bước sang tháng kỷ tỵ vẫn có các tên là Nguyệt Mã và Thiên Du chiếu mệnh. Chỉ cần bạn tập trung làm việc, giữ thái độ khiêm tốn với mọi người, không khoe khoang về bản thân, thì vẫn xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn cũng sẽ vẫn học hỏi được nhiều điều hay từ mọi người xung quanh mình. Muốn phát triển bản thân, bạn nên đi nhiều hơn, học nhiều hơn, đừng ngại vất vả nhất thời mọi công sức bạn bỏ ra thời điểm này đều sẽ được đền đáp xứng đáng trong tương lai. 2. Luận về phương diện tài chính Tình hình tài lộc của người tuổi hoài khá ảm đạm trong tháng nay. Bạn không những làm ăn không có lãi mà còn có thể phải bù lỗ cho những sai lầm của mình. Tương xung cho thấy thời điểm này bạn thường đưa ra được những quyết định quá vội vàng theo cảm hưởng nhất thời hoặc chạy theo xu thể nên dễ rơi vào cái bẫy của kẻ xấu. Như mỗi đầu tư tưởng chừng hứa hẹn nhưng lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mà bạn chẳng hề nhận ra. Nhiều người ham vui, thiểu tập trung cho sự nghiệp nên cũng dễ gây ra những lỗi lầm, phải tổn công sức và tiền bạc để sửa chữa. Thêm vào đó, bạn tiêu tiền cho sở thích nhất thời nên tuổi tiền vốn đã không rủng rỉnh lại càng mỏng đi trông thấy. Đại hào chính là dấu hiệu khuyên bạn làm gì cũng hãy tập trung, nên hoàn thành cho tốt các công việc còn dang dở trước khi chuyển sang công việc mới. Nếu không thận trọng, bạn còn có thể gây tổn thất một số tiền lớn của tập thể. Tuy nhiên, nếu bạn chăm chỉ, biết mình, biết ta, không vội vàng nóng nảy, sẵn sàng xông pha và đi xa để học hỏi, thì thiên du và nguyệt mã vẫn sẽ đem lại cho bạn những tác động tích cực. Còn giáp người tuổi hợi có thể học hỏi được nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý giá. Đó là tài sản đáng quý hơn cả những đồng tiền bạn làm ra lúc này. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo Phương diện tình duyên của người tuổi hợi cũng không mấy lý tưởng trong tháng này. Bạn cần chú ý hơn trong cách hành sự nếu muốn giữ những gì mà mình đang có. Nếu đã lập gia đình, bạn cần chủ động giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, đừng quá gần gũi với ai đó hoặc để ai đó có cơ hội gần gũi với mình. Nếu không làm được điều này, bạn sẽ dễ xa ngã và rơi vào cảnh tình ngay lý gian, gây tổn thương cho những người thân yêu của mình. Nếu đang trong một mối quan hệ nào đó, hãy thủy chung với đối phương, đừng bắt cả hai tay, cũng đừng đứng núi này mà trong núi nọ bạn không biết quỷ trọng những gì mình đang có thì sớm muộn gì cũng sẽ phải hỏi hận. Những ai còn độc thân tốt nhất nên thận trọng khi bước vào một mối quan hệ mới. Bạn quả ngây thơ và cả tin nên dễ bị kẻ xấu lừa lọc. Để nhìn nhận người tốt, kẻ xấu, bạn nên quan sát hành động của đối phương, chứ đừng nghe theo những lời đường mật. Nhìn chung, tháng kỷ tỵ nên tập trung vào những lĩnh vực khác của cuộc sống, không nên vội vàng hoặc dễ dãi trong chuyện tình cảm, kẹo tự mua rắc rỗi vào người. Người đã có vợ có chồng thì nên quan tâm hơn tới người thân, dù bận rộn cũng hãy dành thời gian cho người nhà mỗi ngày. 4. Luôn về phương diện sức khỏe Tháng nay, những người sanh năm hỏi nên chú ý tham gia giao thông hoặc khi lao động trần tay, tránh làm việc khi mệt mỏi, không tỉnh táo, kéo dễ gặp tai nạn bất ngờ ở tứ chi. Hãy xây dựng cho mình một lối sống khoa học, không nên dành quá nhiều thời gian để làm một công việc nào đó, kể cả làm việc lẫn vui chơi. Nếu không dễ khiến cơ thể mệt mỏi, đầu óc thiểu tỉnh táo. Nếu sắp xếp được thời gian rảnh, hãy rèn liền thể dục thể thao nhiều hơn. Khi có sức khỏe, bạn sẽ có khả năng làm được bất cứ điều gì mà mình muốn. Cẩm nang phượng vận cho từng tuổi hại vào tháng 4 âm lịch năm 2024 như sau. Một Tuổi đinh hại, mệnh thổ, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết. Suy nghĩ nhanh nhạy có khả năng ăn nói tuy nhiên dễ đắc tội với mọi người. Quý nhân phù trợ tuổi mão, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi tuất, tuổi tỵ, màu sắc may mắn màu vàng, màu hồng. 2. Tuổi kỷ hại, mạnh mộc, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết, cẩn thận việc đầu tư cũng như chi tiêu trở nên vội vàng. Quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi dân, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi dậu, màu sắc may mắn màu vàng, màu đỏ. 3 tuổi Tân Hải sinh năm 1971 mệnh Kim nam sao một đức nữ sao thủy diệu Khẩu quyết nên Kim tổn hơn chủ động học hỏi mọi người xung quanh quý nhân phù trợ tuổi môi tuổi tuất tiểu nhân tuổi mão tuổi sửu màu sắc may mắn màu trắng màu nâu 4. tuổi quỷ Hải, sinh năm 1983 mệnh thủy nam sao phân hưởng nữ sao la hầu khẩu quyết trở nên tin theo lời ngon tiếng ngọt của người khác, dễ nhìn người không chính xác. Quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi thân, tiểu nhân, tuổi tỵ, tuổi sửu màu sắc may mắn màu tím, màu cam. Năm tuổi ất hợi, sinh năm 1995, mệnh hỏa. Nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết chú ý giữ khoảng cách với người khác, đừng làm người thân tổn thương. Quý nhân phù trợ tuổi giàu, tuổi tuất, tiểu nhân, tuổi thìn, tuổi ngọ, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ,